Miss Grand Thái Lan là cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất nhì xứ sở chùa vàng. Mỗi năm, cuộc thi luôn được các tín đồ sắc đẹp trong nước nói riêng và quốc tế nói chung chờ đón dàn thí sinh chất lượng tốt, đồng đều cùng những phần thi đậm bản sắc. Mới đây, 77 thí sinh Miss Grand Thái Lan 2020 đã bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Với sự đầu tư chuyên nghiệp trong khâu tổ chức cũng như chất lượng thí sinh khá đồng đều, fan sắc đẹp có cơ hội tận hưởng một bữa tiệc nhan sắc mãn nhãn. Điều đáng nói là trong phần thi trang phục dạ hội, fan Việt nhanh ý nhận ra bộ Evening Brown của một thí sinh đến từ xứ sở chùa vàng đã copy ý tưởng váy của Kiều Loan, đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2019. Sở dĩ có sự trùng lập này chính là việc gặp gỡ ở màu sắc vàng óng ánh với chất liệu lông vũ trên tổng thể của cả hai bộ váy. Tông màu này, công bằng mà nói, đã giúp cả hai nhan sắc vô cùng tự tin và tạo hiệu ứng sân khấu rất tốt khi trình diễn. Chưa kể, việc thí sinh tại Miss Grand Thái Lan copy hoàn toàn họa tiết phần tà ở cánh tay cùng với màn phô dáng na ná Kiều Loan năm xưa đã khiến fan Việt dậy sóng. Đặc biệt, sự việc này còn gây tranh cãi bởi vào mùa giải Miss Grand International 2019 diễn ra, thiết kế của Kiều Loan từng bị liệt vào danh sách lạc đề không đúng với chuẩn mực của trang phục dạ hội. Giải thích về trang phục có phần lạc đề này, stylist Khai Nguyễn chia sẻ, bộ Evening Brown được lên ý tưởng xuất phát từ thế mạnh của Loan là những bước catwalk rất uyển chuyển, mạnh mẽ. Ekip đã suy nghĩ để mang đến một trang phục khoe được những điểm nổi trội của Loan, ví dụ như phần hông và chân suốt, thiết kế chưa từng có trong lịch sử đã được chọn. Tuy nhiên, nếu như Kiều Loan vô cùng cá tính, thời thượng với thiết kế phơm dáng chân suốt, thì đàn em của nước bạn lại quyến rũ, gợi cảm trong bộ váy xẻ đùi cao ngút ngàn. Mặc dù việc học hỏi ý tưởng vay mượn chi tiết không quá xa lạ tại các cuộc chiến thời trang ở những sân chơi sắc đẹp. Trước đó, váy của Hoa hậu Hoàng vũ Thái Lan, Pawan Phusa Proin cũng đã bị một thí sinh chuyển giới nước này đạo nhái lại. Được biết, chiếc váy hồng của top 5 Miss Universe diễn trong đêm bán kết và vấp phải nhiều ý kiến dữ dội khi khán giả không tiếc lời chê như đồ ngủ, rèm cửa. Mặc dù vậy, thí sinh chuyển giới này vẫn remake không gây sự chú ý của khán giả. Trong khi đó, tại khuôn khổ Miss Grand Thái Lan 2019, một thí sinh đã bị phát hiện đạo nhái chiếc váy ánh kim của top 5 Miss Universe Hơ Hengnie. Từ đường nét, kiểu dáng cho tới chất liệu dường như được học hỏi rất tinh vi. Được biết, chiếc váy ánh kim của mỹ nhân Việt từng được chuyên gia sắc đẹp Miss Salary bình chọn nằm trong top 10 trang phục dạ hội ánh bạc đẹp nhất lịch sử Miss Universe. Cũng vì lẽ đó, chiếc váy trở thành cảm hứng có người đẹp Thái Lan làm theo. Liên quan đến vấn đề đạo nhái váy dạ hội tại các cuộc thi sắc đẹp, một trong những thiết kế của Miss Universe bị đạo nhái nhiều nhất đó chính là chiếc váy núi lửa phun trào của Catriona Bray. Góp mặt trong danh sách này có lẽ Lê Âu Ngân Anh là cái tên dẫn đầu. Trong đêm chung kết Miss Intercontinental 2018, đại diện Việt Nam chiếm suất like khi diện chiếc đầm được cho là học hỏi từ mỹ nhân Philippines. Thậm chí trên các diễn đàn sắc đẹp, Lê Âu Ngân Anh đã bị liệt danh sách bản sao copycat của Catriona Bray. Nhiều người cũng gọi cô là fan của mèo xám. Những ý kiến nặng nề hơn thì cho rằng đây là hành động đạo nhái lộ liễu. Từng phải hứng chịu khá nhiều ý kiến về nhan sắc cũng như hành trang váy áo tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2019. Nhưng thành tích top 10 chung cuộc và câu phát biểu ấn tượng. Chúng ta hãy mở rộng trái tim, yêu thương con người nhiều hơn. Hãy cùng nhau chia sẻ nhiều điều trên thế giới này. Hãy làm mọi điều để được hạnh phúc và hòa bình. Và quan trọng là hãy ngừng việc gây ra bạo lực, được đánh giá là quá viên mãn cho sự nỗ lực của Kiều Loan. Bằng sự cố đụng hàng nho nhỏ lần này, những tranh cãi trên diễn đàn sắc đẹp đã nổ ra. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận rằng, dù lạc đề nhưng chiếc váy dạ hội của Kiều Loan đã góp phần truyền cảm hứng cho những thế hệ mỹ nhân nói bước chinh phục giấc mơ, đoạt vương miện hoa hậu. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ việc đạo nhái lần này? Hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.